Trước khi bắt đầu video này thì các bạn đừng quên để lại một like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Và đừng quên ấn vào cái chuông thông báo để nhận được những thông báo mới nhất khi mình đăng video mới. Đó thì các bạn đã thấy rằng là cái tỷ lệ đăng ký kênh của mình rất là thấp, chỉ có 20% thôi. Thế nên là bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ ấn đăng ký kênh nha. Và nhớ ấn like để giúp Núp có động lực làm những video sắp tới. Ok thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào video nào. Hi, xin chào các bạn, quay trở lại với channel của mình. Và ngay bây chúng ta lại quay trở lại với Minecraft. Và đồng hành cùng với mình đó là Núp Team. Chào mọi người đi nào, bốn thanh niên ơi. Hello mọi người. Đấy thì ngày hôm nay chúng ta lại đến với một cái mini game trốn tìm bạn ơi. Hiện tại là bọn mình đang có mặt ở trong một cái gọi là thuyền ngoài không gian các bạn ạ. Đấy thì ngày hôm nay là trốn tìm ở trong đây, nói chung là rất là rộng. Đấy còn nhiều chỗ trốn hay không thì chúng ta phải bắt đầu cuộc chơi chúng ta mới biết được. À đấy, quên mất là nhìn thấy thanh niên Vanh mới nhớ. Đấy bạn nào mà chưa ấn đăng ký kênh mới của Vanh thì nhớ ấn đăng ký ủng hộ Vanh nha. Đấy số đen quá mà bị hacker hack đâm ra là làm lại kênh mới vậy. Nào bắt đầu thôi, mấy anh em núp trong game đây. Chào anh em. Ok. Đi lên, không có chào chứ gì. Ok, chưa à đâu. Ai xung phong đi tìm đầu tiên. À chuột à, rồi ok. Cho anh em chuột rồi ok. Này căng đấy. Ok bạn ơi, start luôn. Ê đi trốn đi, nhanh lên. Chuột nhá, bye bye. 20 giây thôi, 3 giây này. 3. Có chấm đâu luôn. Rồi. 2. 3 chuột vai rồi. Rồi. 3 con khỉ. 3 con khỉ trời, rõ ràng là ui giời ơi. Bị rơi xuống đây. Có ha. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Quả này là ấy rồi. Là không tìm thấy được ai đâu. Bắt đầu. Đúng rồi. Đi sao chỗ vừa nãy. Chỗ vừa nãy là chỗ nào ạ? Vừa thấy thanh niên Khang chạy qua bên này. Có hả? Có đâu. À không phải. Ủa cái này đâu thấy tên rồi đúng không nhỉ? Ở đây không thấy tên đâu, thoải mái đi. Thôi khỏi quỷ. Dạy ui. Qua dễ. Đi sợ bị té luôn rồi. Chỗ này được, chỗ này được các bạn. Nói chung là người đi tìm sẽ có 5 phút các bạn ơi. 5 phút để đi tìm. Đấy, nói chung tìm thấy được ai thì người đấy là đồng minh thôi. Đấy, có gì đâu. Chỗ này trí nha. Chỗ em hơi bị trí luôn. Vừa nãy mình thấy thanh niên nào. Trí à, đâu, chỗ nào, anh xem nào. Chỗ này này chuột. Lâu lâu có hiện tên thanh niên Vanh này. Không được chạy nhá, đứa ở đâu ở chỗ đấy nha. Ai mà không ngồi xuống nó phải ngồi xuống, lâu lâu nó vẫn nhấp nháy tên các bạn ơi. Mình vừa thấy tên thanh niên Vanh trong đấy. Đây này. Thanh Vanh này. Ngồi xuống đi, ngồi xuống đi. Có vẻ khá là xa nhưng mà không sao bạn ơi. Mình gọi là phát hiện hướng nào rồi. Nó win rồi anh em ơi, yên tâm. À 4 phút rồi. Thanh niên chuột này máu quá, xung phong đi tìm thế này. Thanh niên ơi, phải đi ngay từ đầu chứ. Cái map này rất là rộng nha các bạn nha. Ui. Rộng quá mà sao đi không thấy ai này nhở? Đâu rồi? Do là nó rộng đấy. Trình độ kém thì trách ai bây giờ? Ui. Cái này là block gốm à? Block gốm các bạn ạ. Gốm, ok. Gốm xanh, gốm sứ, gốm thủy tinh, gốm đồng, gốm inox, không có ai ở đây. May là vừa không đội cái mũ dài dài đấy. Ui, rồi. Thanh niên chuột rơi xuống đâu ở đây? Rồi xuống cái phòng rồi kìa. Grab room của bạn ơi. Úi giời ơi. Không grab. Nè, gì chắc chỗ đó gần mình. À không được. À lúc cái thanh niên Vanh chạy bên này. Thế thì tôi biết rồi. Chỉ có 20 giây ra. Tính ra các bạn ơi, chỉ có 20 giây để trốn thôi. Mà thanh niên kia không biết hướng nào mà không đi tìm được nhanh nữa thì chịu của bạn ạ. Rồi, thanh niên cứ rơi xuống. Anh đi qua rồi. Phòng đấy ấy. Thanh niên chuột chua chắc rồi. Ôi, ôi. Thua nào. Nhưng mà Vanh không ở gần đấy đâu. Cùng đi tìm sớm là sai nào mọi chủ ơi. Không sao cả, con đây là đi tìm chỗ trốn thôi. Uầy, còn 3 phút thôi. Thanh niên này có vẻ nâu húp vào đây. Nâu húp. Tưởng đi tìm sớm mà mấy thanh niên này không biết chỗ trốn. Ôi giời ơi. Không ngờ map này rộng như thế. Map này là một cái con thuyền ngoài không gian các bạn ạ. Úi giời ơi. Chú đi đâu ấy? Chú đi đâu ấy? Thanh niên à. Chào chuột nhá. Chào chuột nhá. Đứng im rồi. Ai chạy đâu? Không mà em chạy luôn chứ. Chỗ nào trốn? Sao thanh niên chui được vào đây? Có cái nút bị mất rồi này. Gãy này. Lúc nãy chuột đi vào đấy rồi. Thế nhờ. Thả lúc trước tôi ngồi ở đây tôi nhìn. Thanh niên Vanh ở đâu đây rồi? Lúc vừa đây thấy ở đây này. Thấy ở đây nhưng mà Vanh ngồi rồi. Vanh đi chuyển ra chỗ khác rồi nhá.
Này, cái vanh chui trong chanh này bảo sao? Ôi, mày quá phải lấy mình. Ê, vẫn chứ làm sao hay được em. Ở đâu, đi kiếm luôn đi. Nãy núp là núp thấy thanh niên vanh tên rất nhái, rất nhái. Đâu, phòng nào? Căn phòng này phải trốn chứ. Chết dở rồi. Ông bao giờ tìm được em? Chắc chưa. Xin nhẹ anh em nha. Hỏi đi xe à? Tao phải gáy lên. Xịn đấy nhờ. Ờ, bị theo đâu? Đâu? Sao đi Vinh muốn điêu à? Vinh bảo là ở gần đây thôi. Rồi, mà một phút rồi, nhanh đâu. Lên. Chết dở rồi, bạn ơi, tôi vẫn lơ gáy, đâm ra là bị tìm thấy rồi bạn ạ. Ơ nhờ. Để game góc nhìn thứ ba, chúng ta hãy cùng soi nào. Soi à, soi với chúng tôi à, thanh niên chắc dù lắm rồi. Anh Linh trốn đi đâu ấy nhờ? Đi không kia đi. Có ai không? Mầm điêu gì? Dạ, luôn đi tìm mẹ tí biết hết chỗ. Tất nhiên cũng được. Xem nào. Chỗ này là siêu đỉnh. Ai nhờ? Siêu đỉnh. Siêu đỉnh. Xeo cũng siêu đỉnh luôn. Ai ta? Anh Khang bảo nó thấy chuột ở đây này. Chắc tính lên rồi 1 phút thôi. À luôn chứ. Chịu thua đi. Trời ơi. À, thành nhân chuột tìm muộn quá. Copy. Tìm phải tìm tí. Ta tìm phải tìm sớm. Ai là muốn tìm sớm? À thằng Anh à? Nó tưởng rồi. Rồi luôn, không thấy ai. À, cánh cửa này vừa sập xuống. Chắc là có thanh niên ở trong nhà vệ sinh rồi. Rồi, xong rồi. Yes. Ủa thế, thả lắm chứ. Mình vớ được mỗi thanh niên Vinh các bạn ơi. Ai đi tìm Vinh cho. Ai à, Vinh à. Vinh à. Vinh à. Vinh à. Vinh à. Lần này xác định đi. Rồi, ok bạn ơi. Vinh sẽ là người gọi là... đi tìm rồi, xỏ đi gì anh em. Run. Nói run thôi. Chạy nhanh đi trước khi Vinh tới. Úi giời ơi. Ôi, phòng nào ra? Ôi dồi ôi, phòng này mới thế. Đừng ai đi theo tôi. Phòng này mới thế, nhìn lạ quá cái này. Đi theo tôi không có cái điều quá đâu. Đúng rồi, lúc nãy chuẩn đến chỗ đấy rồi, chuẩn nếu rồi đi đi thôi. Rồi, Vinh đi tìm vào này. Đi Vinh cứ đi tìm đi, ai bảo xin đâu. Chỗ này là bếp chốt tìm. Chết dở rồi, sao mình chung ở đây, chết dở rồi. Oh no. Không nhiều vậy các bạn. Ơ, mấy thanh niên có nhìn thấy tên Vinh không nhỉ? Không. Có là chuột nhìn thấy rồi, Vanh vừa qua chút chuột đâu. Đấy, có chuột nhìn thôi. Bì xèo. Ây à, ui, nhìn rồi. Sao mình chui vào đây làm chi? Bì xèo. Mấy anh đi đường nghe hết rồi. Đi ra đây. Đi ra ngoài hết rồi. Đi ra đầu cái con tàu. Đi đường bên đấy, Vanh đi đường bên này. Mình chui vào đây làm chi? Đi một đường thôi, hai thanh niên đi một đường thôi. Mình chui vào đây làm chi? Dễ tở rồi, dễ luôn chứ tôi chui vào ngõ cụt à. Xong rồi. Lộ quá các bạn ơi, thả chứ. Tại đi cùng thanh niên Khang đấy. Cái gì? Ok. Đi cùng thanh niên Khang đấy, tôi biết rồi, ván này không ăn thua các bạn ơi. Nói ok thể. Đi bụi rồi. Ui, còn một phút thôi. Một phút còn khí. Một phút. Thanh niên chuột vừa lấy là chạy ngược lại hướng hai chúng ta. Đâm ra là muốn biết thanh niên chuột đâu thì dễ không hả? Đúng rồi. Tôi chui vào cái chanh trong máy à? Bichao tìm thấy ai chưa Bichao? Chưa, trời ơi, vừa nãy cái Bichao trốn ngay gần mọi người chui hết ra ngoài này, Bichao không sao thấy được. Ngoài anh em ơi. Chui chỗ này chào Bành nha. Chào Bichao. Qua này, Bành nha. Chào Bichao. Bichao kìa. Tại sao? Ôi, người ta biết thừa rồi, người ta đang ở cái góc điện thoại này, này chẳng có ai cả. Nghĩa là mình mà đi vào cái chỗ đấy, không đi vào chỗ đấy là ngon rồi các bạn ạ. Ủa, mình sẽ đi đâu đấy? Tôi biết ngay mà. Thế Kha ở đâu Núm? Cái nhà Núm không nhớ đâu, nhưng mà vào đây đi, ở đâu đây này, đi. Cái lúc nãy thấy Kha mới cả. Vào chỗ này là ngõ cụt luôn, vừa vào cái hết thời gian đi tìm, à trốn luôn. Thả cái rất nhỉ? Đâu, thanh niên Kha bên này, Núm nhớ là thanh niên Kha. Có nào, người ta chạy nhanh lắm. Ôi, chạy đi đâu hả con sâu, ta sẽ bắt được người. Cái đấy nhỉ? À, chứ tôi trốn chưa kịp trốn, nó đi bụi rồi. Ôi dồi ôi. Thế ai thấy cái tranh này nhỉ? Ôi dồi ôi, chỗ này chỗ nào đây? Chỗ này nhìn nó... Tiêu chốt êm. Ok bạn. Chứ ai chờ thấy à? Vanh biết chuột đâu rồi. Michel gì đây? Đừng có mà mồm điêu. Michel đi đoán mò à. Thật á? Thật gì? Thế cho chuột chạy đi, chuột tiếp nha. Không. Chống tiếp đi chuột. Cái gì thanh niên? Thế là phạm luật rồi. Đi đâu? Đi đâu? Người ta vẫn ngồi im một chỗ rồi. Tỏi đó chứ. Không được hỏi, không được phép hỏi nha. Ôi, má này rộng thật. Hỏi làm phân tâm người ta nhé.
Vãi, siêu chỗ này quá đỉnh luôn. Ui. Không ai tìm được hết. Nào mình cũng gọi là đâu, tính ra vẫn không hơn được trận trước. Các bạn ơi. Cái này không xuống. Đúng rồi, không xuống được đâu. Ui, thế thành niên núp gần mình lắm rồi đấy. Ờ, đúng rồi, núp gần lắm mà. Siêu gần luôn. À. Siêu gần luôn nhưng mà giờ núp không biết đường lên đường nào rồi. Để lên đường này không rồi. Rồi, tối nữa chuột rồi. Ok nha, cảm ơn chuột nha, để núp ra bắt chuột ra. Thấy thế nào rồi mà bắt? Đi vào đây. Chuột nào đất xuống chưa xuống hố rồi. Đây có khúc tàng hình này. Mình như này kiếm được mình không kiếm được thanh niên. Thề chứ. Chuột tàng hình này. Chuột tàng hình này con giờ này chui ở đấy. Cay thật. Con ơi, điên chuột anh em ơi. Chết giả đi chuột biết chỗ nào đâu. Bây giờ phải tìm, bây giờ tìm lại quay lại phòng trốn này phải không? À đâu phòng tìm phòng phòng. Anh vừa biết mà. Bánh đi ra đi qua sao rồi, không thấy đổi ra khi đi đây thôi. Vừa lấy thanh niên chuột đi ngược lại hướng của chúng ta mà. Chuột chui vào tranh rồi. Phải không, phải không? Ở trong đấy nó có mấy tấm map fix ấy, có khi chuột chui vào mấy tấm đấy. À, đi 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 tìm mấy bức tranh đi. Không có hại lắm ạ. Hết thời gian rồi. Phút thôi. Không ai nói được thì gần đi ạ. Quá tê. Quá tê. Đâu ta, thanh niên này trốn kỹ ta. Ta bảo chuột đào thuyền này ra ngoài không gian rồi. Ghê ạ. Như vậy. Nhưng ngăn đấy. Bờ rồi vậy sao? Bây giờ đâu được nhỉ? Ôi dồi ôi, có thế. Nếu mà gần hết thời gian rồi mọi người muốn biết chỗ thì cứ cái về đi chuột nhá. Thành niên chốn nhà vệ sinh nữ đúng không? Cái nào? Làm gì có nhà vệ sinh nữ? Vệ sinh chung mà. Tính ra là mình cũng tìm được một người bạn ạ. Thế bị sao không tìm được à? Hả? Không. Chỗ quá cả. Lắm thế. Nào, sổ thì TP đây đi, chuyển hết thời gian thôi. Không. Rồi, cứ gần gì về TP. Dù nào cũng không TP. Cần gì về TP, người ta đi, đi người ta nhìn thấy mà xem. Trời ơi. Đây có còn lâu, chuột. Hello. Chuột ở ngay ngoài phòng chờ chỗ bắt đầu luôn đấy. Điều, điều. Điều phép đi. Đấy, thấy chưa? Có quá, bà lên bên mày rộng dã man luôn. Ui. Biết thanh niên ở đâu rồi, ai núp, nhưng mà không tìm gọi là trở lại núp đi tìm đây. Đây, đây, đây. Ok. Ok, đi tắt cái mũ dài đó, mũ này là chốt. Mấy điên cứ... Rất rõ rồi. Trốn cho kỳ vô. Lắm nào. Trốn cho kỳ vô. Uầy. Tôi sẽ cố gắng gọi là người đi tìm, tìm thấy mấy thanh niên. Bạn ơi, chứ tính ra là toàn... Vừa nãy là toàn trốn thắng thôi nha. Uầy, người đi tìm chưa thắng trận nào. Ôi, chỗ tắt cái mũ này đâu. Trốn nó kỹ vào, trốn nó kỹ vào. Núp vô là chỉ có gọi là mèo vô vô thôi. Đây xem nào. Trốn nó kỹ. Mèo vô mèo. Bắt đầu rồi, mèo vô. Cái phòng này chả có chỗ nào trốn luôn ạ. Ảo thật đấy. Trốn vẫn trốn lúc nãy nha. Trốn nó kỹ vô. Cái đầu này xích vô trong coi. Ui dồi, cái đầu mình nó dài quá. Trốn nó kỹ vô. Thôi... Trong cái bước chân của ai gần thế nhở? Bước chân... Có bàn chân lặng lẽ đây. Có phải là chân của Lúp? Có bàn chân lặng lẽ đây. Có Lúp đấy. Thôi... Việc mỗi chỗ này là đống góc ngách rồi bạn. Hy vọng không ai tìm thấy tôi. Lúp cứ đi tìm đường lúc nãy Lúp đi ý. Kiểu gì cũng có. Đây à? Chuột lúc nãy thấy 2-3 thanh niên chạy đấy. Đây à? Hello anh nhá. Đi theo ơi trời. Đấy, hai điên ở gần chỗ nhau à. Hồi xong rồi đấy. Đừng im đi tôi. Ông chạy đi đâu nhá, nghiêm cấm hành vi chạy nha. Chạy mắt mày rộng là chạy tìm xong. Ở lại đây đi. Rồi, thôi. Xong, một bé. Rồi, ông quả mơ có hột. À, thế thì chưa biết ở đâu rồi. Đâu, đâu, nhanh lên, đi ra đây. Đây, đâu, đi ra đây. Ngồi xuống mày nghe. Đây, 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 bên đây. Đâu? Đây chỗ nào đây? Ừ, thì chỗ ngay chỗ chuột chuốn đây, còn gì nữa? Ngay bên này các bạn nuôi. Đâu? Sao này? Ờ, đây, 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 giả soát này. À, mới chạy vào hướng đấy à? Ok, ok nha. Đấy, tình tiết rồi đi tìm được người gọi có chìa khóa. Đâu? Về nói chung với mấy chạy hướng này thôi đi. Thanh niên nào, bên nào? Thanh niên chỉ có bị xem mà thôi. Thế à, ok nha, ok nha. Thế cứ ngồi yên vào, hai niên ngồi gọi là nắm bàn tay đó nhá. Ui, bi theo ôi sao đội nắm bàn tay như nào. Cái gì? Mãi bên nhau hơn nhá. Ôi, không nhìn thấy đâu. Rồi, cả bú, bú ra. Mãi, ngồi xong. Mãi bên nhau hai bàn tay. Đó, không có lòi đâu, thanh niên vanh để tỏa lao. Cái đầu lên, lòi xuyên tường đấy. Anh nhìn thấy xuyên tường. Thế chuẩn tìm mới đá à? Rồi, ok, để nó xem xong này. Rồi, mấy chị, rồi, xong. Sao bị xem luôn nhìn thấy xuyên tường?
Yên tâm. Thì vanh xạo à? Núp núp nha. Đúng. Thế gần bên chuột đấy, chuột à, đấy bên chuột đấy. Ok ok. Ngao thẳng đầu lên đi. Thẳng cái đầu vành con dung con dễ đi nhỉ? Mấy người không thấy được đâu. Ta vô ra thì làm sao mà thấy được. Rồi ok đây rồi. Rồi ok, hai bé mũi lù lù đây à? Không, núp không cần thấy mũi nha. Núp không cần thấy mũi à? Vậy núp gần đi tới rồi bị xeo thò ra vậy. Thò núp không có thấy gì đâu, núp vào đấy núp thấy hẳn người rồi. Bây giờ còn thấy những khác nữa anh em ơi, tìm đi. Chuột không nhìn thấy đi được không nào? Không mà thấy được em hả? Tìm đi. Nên Khang vừa lấy đi ngược hướng đấy. Nên Khang vừa lấy đi ngược hướng đấy. Núp nhớ là thanh niên Khang đi ngược hướng. Ờ, núp nhớ mà mang rồi. Quay lại đi. Tàng hình cái con khỉ gió. Ta ui còn 2 phút à? Không sao. Cơ hội vẫn nhiều. Núp nhớ rằng là thanh niên này đi ngược hướng mọi người phải không? Đúng rồi, thế còn gì nữa. Nên đâm ra là như là thế hay sao ấy? Đúng là thế cho mày. Bây giờ phải tìm ngược hướng rồi. Ui. Đúng như vậy đâu. Phòng vệ sinh ngoài không nhỉ? Hello. Nothing. Không có ai đây. À, đúng chứ. Ôi trời ơi, đang thử ăn đại tiểu phu chui nhà vệ sinh à. Ôi trời ơi, chui nhà vệ sinh này. Tôi đang nghi bảo là màu xanh là chỉ chui ở trong đây. Nào, tí sinh nào. Ôi, bà rô mà. Rồi, ai đi xem đi tìm nha. À, đi Khang, ok nha. Đi đi tìm luôn đi. Ok Khang ơi, bà đi Khang nha. Tôi đã công bằng rồi. Đã chưa à? Ta công bằng rồi, ok. Lối nào em anh lối nào đi đến chỗ chiến thắng đấy. Lối nào đi đến chỗ lối nào anh biết đây. Được lối nào à, lối nào với lối Campuchia à? Ok bạn ơi. Chú đi đi theo đừng có đội mũ dài không, đi theo banh nữa. Phải đi theo chứ này. Nó đi tìm nữa. Cái đường nào qua nói tìm nè. À đây từ từ. Úi trời ơi, tìm lần này chuột trốn chỗ phải gọi là trí vô cùng trí luôn, không ai thể tìm được chỗ này cả. Choáng là chỉ có gần đài rồi. Ôi nghe tiếng chân gần thế nhở? Phải gần chứ. Ôi chết rồi, bi xeo ơi, đi một hồi lại chết thật, đi một hồi lại quay lại chỗ cũ. Đúng rồi, thanh niên không biết đường mà chuột đi một vòng rồi. Cày thế nhở? Chuẩn bị ra đến chỗ bức tranh rồi. Đâu nhỉ? Đâu lâu mới nói tập này. Có ai trong nhà vệ sinh không ta? Không có ai đâu, không có ai đâu. Tập này là ở đâu lâu mới nói. Không nói thì thôi. Người ta nói làm gì? Người ta sẽ tự nói. Người ta nói làm gì? Thì đến lúc rồi em. Tôi định gạch đá thanh niên mà không có được. Người ta sẽ tự lo. Ngay thôi nhờ. Các bạn thấy không? Tôi đang định gạch đá thanh niên bởi vì thanh niên đã từng trốn ở đây. Mình sẽ giả vờ không có được cày. Đi quay lại đây. À, đúng sẽ đưa chúng ta chiến thắng. Cày. Trời ơi. Mỏi vậy. Mình chỉ thích hợp nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Đi tìm các bạn. Quá. Lòn cái gì cứ ngồi đây gái đi. Để ta tìm cái vanh đầu tiên cho mà xem này. Lon à banh. Banh ngồi đấy banh lon kêu lon à. Em lên cho anh cho à. Nó vừa lấy hình như nhìn thấy banh ở đâu rồi sao ta. Còn lâu thấy banh chỗ không có tỏ đùng đây luôn ạ. Chết thật rồi. Hết banh rồi banh ơi. Chào banh nha. Chỗ này chí vậy, biết vậy nãy mình đi đường này. Đau cao rồi nha. Cũng khó phết đấy. Vừa lấy làm gì, vừa lấy có ai đi ngược hướng mình không nhỉ? Đào núp nhá. Có Pixel mà, đi ngược hướng núp này. À ừ đúng rồi, thanh niên Pixel. Có ai nhỉ? Khang đến chỗ kia rồi kìa, Khang đến chỗ rơi xuống rồi kìa. Thế nào? Vừa nhìn thấy mình rồi, vừa gần thấy mình rồi, không bắt đi. Thật ra được bấm điều. Lại bấm điều bốc phép à? Bây giờ dưới cái bàn đấy Khang. Thôi. Quá nhở? Chết giả rồi, mình tìm ở game của mình thì mình cảm thấy dễ mà sao tôi game của thanh niên Khang à? Thằng bắt mình một cái là mình chết đi bụi rồi. Ôi trời ơi. Sao thời gian còn dài? Cục gì mà đem tin thít này? Ai ạ? Cái núp về. Rồi ok, không sao. Thanh niên có dữ liệu gì không? Không, chẳng có dữ liệu gì cả. Thanh niên đi vào hướng thì dữ liệu gì? Trời ơi. Ôi khó thế. Có một cái dữ liệu gì? Một mình một hướng cái này làm ăn gì các bạn ơi? Ý cả. Đi cả. Vừa lại vào đây đến chuột nhỉ?
À, tìm đây, trời ơi, dẫn đến chiến thắng đây. Vài thấy chủ đâu không? Lên chỗ cũ đấy. Hình như là lúc nhớ rằng là tìm. Thanh niên chuột là... Anh Niên bảo ở dưới gầm cầu thang, anh biết cầu thang ở đâu. Lúc nhớ là thanh niên chuột là hình như lúc có chạy hướng cùng mình phải không ta? Nhớ mang đúng rồi. Thang, nhưng mà... Em nhìn gặp cầu thang quay đâu ta? Đi đi tìm ở gần chỗ núp trốn đấy, núp nhớ mang máng rồi, không biết là phải hay không hay là trận hồi nay. Thôi không, nhớ thì phải nhớ rõ, nhớ mang máng nhớ. Bây giờ là chỉ có dữ liệu thôi, bây giờ dữ liệu như thế thì bây giờ cơ hội nó chỉ có một thôi. Phải đi tìm chứ. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi. Rồi sao, nghe đi rồi à? Còn lâu ấy, anh em một kêu. Đây là trốn kỹ ấy nhờ. Làm gì căng đấy. Tôi rớt ra ngoài tàu vũ trụ. Chỗ này đơn giản như lúc nãy chỗ. Cái đường cái chỗ đấy ở đâu? À đây đây. Đi đây nào? Đường hướng này lại là biết ngay. Nào quả này chuột đi luôn này. Thôi đố anh ghê ghê. Người bạn luôn này. Mày tự tin thế nhở? Ờ, đố đi ra chỗ vay. Chỗ đấy đâu nhỉ? Trời ơi. Hay quá rồi, hay quá. Tự tin quá, nhiều khi thanh niên chuột hay trốn mấy chỗ dễ dễ, mọi người không đúng rồi, chuột chỉ hay trốn chỗ dễ thôi. Ờ, kiểu như là hack lao. Chỗ dễ thôi. Rồi, ngồi đâu. Rồi, đi ra đây. Không, đâu nhờ, còn 4 phút được không? Ôi, chỗ này gầm... có cái cánh cửa mở thêm không gian này mà không ai qua, không có gió. Có thấy gì đó đâu ta? Chỗ này có một cái cửa mở ra khỏi thêm không gian này. Lúc nhớ rằng là thanh niên ở đâu đây tự nhờ. Nếu đấy thì mình đã đi ngang rồi. Cái thanh niên chuột nhờ. Vì sao nghĩ là mấy cái chỗ đỏ đỏ ấy. Thanh niên chuột nói gì, không nghe thấy gì luôn. Đâu rồi? Đâu? Khi nào ở đây không nhờ? Đâu nhờ? Ở đây các bạn. Ngon quá nhờ. Cả nhà đây leo lên. Chụp đây rồi. Thấy à? Ôi ok. Chụp đây chưa kịp đánh. Ok rồi kìa. Ok. Nhưng chưa thấy là người trốn vẫn win à? À người trốn vẫn win. Đâu bây giờ còn ai nhờ? Còn thí sinh cuối cùng. Còn Pixel, còn Pixel. Thí sinh Pixel là người cuối cùng các bạn. Sao? Quả này Bixel đi rồi. Tôi phải tìm chỗ nào tâm đắc nhất, tâm huyết nhất nha. Bixel đói nó là thuyền trưởng à. Chạy đi nha, run. Ủa đây đâu hướng nào nhỉ? Vậy đi hướng nào nhỉ? Mình đi hướng nào ta? Chết dở rồi, cứ run thôi. Hướng này đi anh em, hướng này có chỗ đỉnh lắm. Ôi, đi rồi. Lên 8 giây kìa, 8 giây. 6 giây, từ từ nhá. Cái này nhanh quá, các bạn ơi, tôi không biết trốn ở đâu. Từ. Mình ơi. Chết dở rồi. Đi bụi tới rồi. Ghê quá. Amen. Chú đi nha. Trời ơi. Xuống này nha. Trốn kỹ thế này. Trốn kỹ thế. Trời ơi. Gặp nhau như thế này được nhỉ. Shh. Đừng nói gì. Im lặng rồi. Mình trốn kỹ rồi đấy. Đâu? Đây. Từ. Đâu chỗ cầu thang Vanh vừa lên đâu? Đấy chỗ này. Này đúng không? Vanh vừa thấy chuột ở bên hướng bên này. Trời ơi. Đi qua đây. Ui giật mình hết. Chỗ kia là chỗ nào ta? Chỗ này đỉnh nè. Thời luôn chỗ này giật cả mình ạ. Chỗ đây không xuống rồi nhỉ. Rồi không lên được luôn. Thành thì núp sợ im ấy nhỉ. Người ta sợ người ta im cả người ta. Hỏi anh chi? Hỏi để làm chi? Này đấy đi chồng. Thật quá. Tìm được chỗ đẹp đi vào trong nhà vệ sinh tìm đi. Mấy thích yên dễ vào nhà vệ sinh. Trời ơi. Người ta không có lần hai đâu. Đừng có tìm nha. Đúng vậy. Không có lần tiếp theo đâu. Đừng có tìm. Người ta không hack não đâu. Tầm này người ta phải tìm chỗ mới rồi. Sợ quá các bạn ơi. Mọi người hiểu tính cách thiên núp không? Nói chung là cái tỷ lệ cái thời gian người đi trốn rất là thấp, rất là ít, nên đâm ra là kiểu như là tìm được chỗ đẹp đấy nó ít lắm các bạn ạ. Nó khó lắm. Nhưng mà không sao bạn, chỗ này mình cũng khá là tâm đắc. Tâm đắc à? Tâm đắc lắm. Mày ơi đằng sau này. Đây Vanh tới đây. Thấy chưa thanh niên chuột nhìn thấy Vanh rồi mà Vanh. Đấy, thanh niên chuột thì chỉ có nói thật thôi, không tìm thấy nữa thì thôi. Em này Pixel ơi. Nhưng mà nghe giọng của Khang chắc chắn là nó điêu rồi. Chỗ này cái gì? Khá là okay. Nguy hiểm nha. Chỗ này khá là nguy hiểm nha. Mà thanh niên Pixel tìm thấy thanh niên Vanh. Thanh niên Vanh là chuyên tìm thấy mình luôn đấy ta. Thanh niên chuyên ra tìm thấy mình luôn. Không chứ.
có lẽ mà yên tâm sao mà tìm thấy được yên chuột vẫy chạy ra hướng đấy mà xong mất tích đâu ta. Ôi trời ơi, đã bảo đây để chuột đi ra cho mọi người nhìn thấy nhá. Ok, lúc nãy chuột vừa gặp Pixel một lượt rồi thì Pixel ngã xuống cái chỗ nào ấy. Ây đấy nhá. Ôi trời ơi, không đi thì cái núp gần đấy đấy. Núp ở đâu ta? Này mấy anh đi núp chạy đây này. Trời ơi, người ta nó chạy đi trốn này, đâu ở đâu làm sao biết được, biết thế nào, biết kiểu gì. Núp chạy ở đường này mà. Biết kiểu gì đâu. Khó quá bạn ơi, tôi đã thấy Niên Khang thấy tôi bây giờ khó trốn quá. Không phải đường này Văn, không phải đường này đâu. Không phải đường này này. Này. Khó thật đi. Bây giờ Thanh Niên Khang mà map rộng, Thanh Niên Khang không nhớ được đâu. Không, Thanh Niên Khang biết chỗ của núp rồi, thế đâm ra là tỷ lệ bắt được khao lắm các bạn ạ. Rất là cao. Biết đường thôi chứ không biết chỗ. Không biết hướng thôi là auto tìm thấy à. Lanh quanh vài chỗ thôi. Khó quá. Còn 2 phút rồi bạn ơi. Khang ơi, anh ở đằng sau này. Ê! Nhảy. Tôi biết ngay. Lại còn thanh niên chuột kìa. Chuột ghê đấy nhỉ. Thanh niên chuột toàn một mình trốn một chỗ rồi, không ai biết đâu. Cái này con chuột đi bên vành mà. Ôi ôi, thế thì vành. Vành có thấy hướng chuột đi mà vành không làm được việc thôi. Chạy ở đây thôi. Ây da. Có video đi tìm rồi mà. Video tìm cũng tìm lại cho video. Cái thế nhỉ. À, đúng chứ. Tôi biết ngay mà tôi thấy ở đâu ta. Nó sai rồi. Tự nhiên mình thấy vô tình bị ngã vào phát xong rồi mọi người đi tìm như thế nhá. Không cần, sao mày không được nhà Niên Tâm, ta sẽ tìm thấy các bạn. Tính ra là hình như mấy trận rồi không tìm thấy. Biết chưa? Biết ở đâu chưa? Đâu, trận này em thấy mà chưa kịp đánh thôi. Đây thanh niên chuột vừa đấy ở tầm đoạn này này. Thấy chưa? Thấy chuột vừa ngã nó ghi chữ gì chưa? Nó Pixel qua một lượt rồi mà Pixel không thấy. Nghe chuột tào lao ấy. Pixel đứng im từ nãy này. Em bốc phe à? Em bốc phe à? Nhìn chữ chuẩn bị ngã này. Đấy. Nhớ chỗ này không? Không. Tại nó mang rộng quá, không có nhớ ở đâu cả. Cho em biết ở đâu rồi. Thôi hết thời gian rồi, anh biết ở đâu rồi, anh hết thời gian rồi. Bên chỗ hàng ấy, bên chỗ đấy đấy. Ủa, chỗ này còn chỗ này khiển tàu luôn này các bạn ơi. Thanh niên chuột đây này, đây anh thấy rồi này. Đâu? Đâu? Nhưng mà thanh niên chuột thấy gì nhờ? Đâu, đấy, nhảy qua bên kia. Đâu, xong rồi nào, bên nào? Nhảy qua bên kia à? Ha, thấy tính nha, thấy tính nha, đây. Tôi vô cái được luôn. Ui, vừa ôi, nguyên đầu tiên à. Lúc nãy là lúc cũng đang có ý định là chặn sau là trốn ở đấy đây. Ôi, chặn nguyên đầu tiên. Không, nói chung là bây giờ tính ra là cái tàu này nó khá là to, nhưng mà mình thấy rằng lanh quanh nó chỉ có vài chỗ trốn được các bạn ạ. Ok, thì có lẽ rằng là cái minigame trốn tìm ngày hôm nay đến đây là kết thúc thôi bạn ơi. Thì nếu bạn yêu thích thì đừng quên để lại một like, đăng ký kênh của mình nha. Và đừng quên là qua kênh của tất cả mọi người trong lúc tìm. Ấn đăng ký hộ nha. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye. Bye bye.